Hôm nay ngày 25 tháng 3 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2024 để cho ý kiến vào 3 dự án luật, một đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội và một đề nghị xây dựng luật. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương. Phiên họp thảo luận về dự án luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sửa đổi, dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn, dự án luật địa chất và khoáng sản, đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung luật quản lý sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp sửa đổi, nghị quyết của Quốc hội thí điểm phân cấp việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho phòng tư pháp thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hoàn thiện thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt, lãnh đạo chỉ đạo tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện, xác định đầu tư cho xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã tổ chức 24 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Từ đầu năm 2024, Chính phủ đã tổ chức 2 phiên họp chuyên đề xem xét cho ý kiến đối với 14 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết. Công tác xây dựng, ban hành pháp luật ngày càng được thực hiện bài bản, khoa học, chuyên nghiệp, đổi mới và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, vẫn còn nhiều vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế cần được tháo gỡ để khơi thông nguồn lực cho phát triển. Đồng thời cần có cơ chế, chính sách mới để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành lĩnh vực mới nổi. Cùng với xây dựng các luật, các bộ ngành cần tập trung xây dựng các nghị định, thông tư để cụ thể hóa các luật. Trong đó cần tập trung xây dựng các nghị định, thông tư cụ thể hóa các luật về đất đai, bất động sản, nhà ở, tín dụng. Phấn đấu hoàn thành trong tháng 5 năm 2024 để báo cáo cấp có thẩm quyền sớm triển khai thực hiện các luật. Theo Thủ tướng, trong quá trình xây dựng các dự án luật, các đề nghị xây dựng pháp luật thì chỉ lấy ý kiến một lần các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan. Nếu có ý kiến khác nhau thì Phó Thủ tướng phụ trách chủ trì triệu tập cuộc họp với các bộ, cơ quan để xử lý ngay. Đồng thời Thủ tướng yêu cầu các cơ quan cần chuẩn bị, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn để thi hành ngay sau khi các luật có hiệu lực. Với tinh thần khó khăn ở đâu, tháo gỡ ở đó, vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó giải quyết. Thủ tướng đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, bảo đảm rõ ràng, chặt chẽ, minh bạch, công khai, sát thực tiễn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, dễ đánh giá để các đối tượng thực thi, tuân thủ pháp luật yên tâm thực hiện.